Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video hôm nay chúng ta sẽ đến vườn trái cây Hiền Thảo ở Cai Lậy Tiền Giang để xem thực tế những cái dòng kênh điện tử mà chị Thảo Ngô ở đây để sử dụng để cân sầu riêng nó như thế nào anh chị nhé. Trong lĩnh vực cân sầu riêng thì những cái bò sọt, cái bội nó đầy màu sắc như thế này nó quá quen thuộc rồi anh chị ha. Và đây chính là những cái dòng cân điện tử mà chị Thảo Ngô đã tin tưởng chồng mua cho vừa của mình để cân sầu riêng. Tất cả cái cân này đều bằng chất liệu inox cả anh chị. Mặt bằng cân của inox, thân cân cũng inox luôn. Và nó có một cái màn hình số màu đỏ lớn nhất nữa, cho nên là dễ dàng đọc số từ xa, và đặc biệt là trong điều kiện mà cân ban đêm chẳng hạn. Nếu mà anh chị làm hàng ban đêm thì những cái dòng cân này nè, nó tỏ ra hiệu quả rất là nhiều. So với việc sử dụng cân điện tử để cân sầu riêng thì nó lại tối ưu hơn rất là nhiều so với cân đồng hồ. Vì những cái dòng cân này nó có chiều cao tương đương với cân đồng hồ rồi, cho nên thói quen sử dụng cân hay thói quen cân sầu riêng nó không thay đổi. Nhưng mà so với việc mà đọc số từ xa hay là cân hàng trong đêm thì cái cân điện tử này nó tỏ ra hữu ích rất là nhiều. Và anh chị sẽ không có phải soi đèn pin để đọc con số trên cái cân đồng hồ nữa. Và chúng ta có thể ngồi từ xa, chúng ta thông thả, chúng ta ghi số thôi. Và đây là cái cảnh mà cân sầu riêng thực tế luôn. Anh chị tham khảo ha. Và xem xong video này mà cảm thấy cái cân này nó hữu ích quá, nó đúng quá với cái nhu cầu sử dụng để cân sầu riêng, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân tận nơi đến anh chị ạ. Và một lần nữa, kênh điện tử Gia Phát cảm ơn chị Thảo Ngô vừa trái cây Hiền Thảo rất là nhiều đã tin tưởng và chọn những cái dòng cân điện tử inox TBE này để cân sầu riêng trong vườn của mình. Và một lần nữa, kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem trọn video này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.